đều phải say mê. Một lời hứa đã được nhà vua thốt ra: con muốn gì ta cũng sẽ cho, dù là con lửa vương quốc ta cũng sẽ bàn. Thế nhưng một câu trả lời làm nhà vua mặt phải biến sắc và khách dự tiệc phải kinh ngạc. Con xin cái đầu của ông do em đặt trên mông. Nhà vua bối rối vì một phần ông vẫn tin để ông Gioan là người công chính. Thế nhưng vì chót đã hứa nên vua đành chấp nhận đề nghị của người con gái. Vì lời thề khi say sưa của một người vua lúc được coi thường ác quyền, một điều phụ mê hoặc chết người của Salome và một con tim hận thù người quen của hoàng hậu mà do ác tẩu giả đã phải chết.